Bạn, trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về phần ngữ âm trong tiếng Anh, phonetics. Thì phần ngữ âm và trọng âm là những phần rất hay trong tiếng Anh. Bởi nếu như các bạn nắm vững được về ngữ âm và trọng âm thì chúng ta có thể nói chuẩn tiếng Anh, có thể nói chuẩn đến 80% so với người bản ngữ và chúng ta có thể rất tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài. Trong bài thi đại học thì phần trọng âm sẽ có 5 câu trong bài thi đại học, còn phần ngữ âm thì sẽ có mặt trong bài thi tốt nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, phần ngữ âm và trọng âm không chỉ có ý nghĩa trên thực tế mà sẽ còn có ý nghĩa trực tiếp với cái quá trình học tiếng Anh của các em. Thế trước khi chúng ta vào bài, tôi sẽ đưa ra một ví dụ để chúng ta hiểu hơn về phần ngữ âm. Các bạn biết là con cá là từ gì ạ? Đương nhiên là từ fish là danh từ con cá. Các bạn sẽ nghĩ như thế nào nếu như tôi nói rằng từ body, từ này chúng ta cũng đọc là fish, các bạn chắc hẳn là sẽ không tin điều này đúng không? Thì ngay bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao tôi có thể khẳng định từ body này có thể đọc là fish, từ này đọc là fish. Chỉ là một ví dụ rất vui thôi ạ. Trước hết thì chúng ta hãy cùng đến với một động từ to love. Động từ to love, love có nghĩa là cười to. Thì các bạn biết là tôi gọi hát ở đây chúng ta sẽ đọc là love, đúng không? Tương tự như thế, ví dụ như động từ bị ho, tôi bị ho, đúng không? Thì chúng ta có động từ to cough. Đuôi gh của chúng ta cũng sẽ vẫn đọc là f, cough, đúng không? Rồi tiếp theo, các bạn đọc dùm tôi danh từ người phụ nữ, chúng ta sẽ đọc là woman. Trong khi đó thì danh từ số nhiều của từ woman chúng ta sẽ đọc là women. Chữ o ở đây chúng ta đã có sự biến đổi, đúng không? Từ woman sang là we. Chữ o ở đây các bạn phải đọc giống như chữ y trong từ ink, mực, đúng không? Women ink giống nhau, women ink. Thế thì chúng ta tiếp tục với một từ cuối cùng, từ sân ga, nhà ga, sân ga của chúng ta có từ railway station. Station cũng giống như rất nhiều các từ có đuôi tion, thì đuôi tion này chúng ta sẽ đọc, cái đuôi t này chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Shit, chúng ta sẽ đọc bằng âm s nặng, SH. Âm SH này trong phiên âm thì chúng ta sẽ đọc tương ứng với phiên âm là S, S, S nặng, đúng không? Giống như âm SH này chúng ta có thể đọc giống như các từ ví dụ như sugar, shoes, hoặc là sure. Thì tất cả những chữ S ở trong ba âm này thì chúng ta đều phải đọc với phiên âm S nặng, chúng ta phải đọc là sugar, shoes và sugar. Vì vậy, chẳng hạn như các bạn muốn nói là bạn có chắc chắn không? Chúng ta không thể nói là are you sure? Chúng ta không thể nói một cách nhẹ nhàng như thế được, đúng không ạ? Và chúng ta phải đọc là are you sure? Thì cách đọc nó sẽ hay hơn. Đến đây thì chúng ta hãy cùng xem đuôi gh chúng ta có thể đọc là f, chữ o chúng ta có thể đọc là i giống như trong trường hợp này, chữ ti chúng ta có thể đọc là shin giống như chữ sh. Cho nên là tôi mới nhấn mạnh là tại sao từ khẳng định với các bạn là từ roti chúng ta có thể đọc là fish. Tất nhiên đây chỉ là một ví dụ vui giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trước khi chúng ta bắt đầu bài học. Các bạn cũng đừng mất công tra từ điển từ này là từ gì. Ở đây chỉ là một ví dụ để
chúng ta thấy những cái biến hóa trong phần ngữ âm trong tiếng Anh của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài.